Thưa quý vị và các bạn, dưới sự điều hành của Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Thị Hiền, Phó Viện trưởng Viện Văn hóa Nghệ thuật Quốc gia Việt Nam và Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Văn Toàn, nguyên Viện trưởng Viện Âm nhạc Việt Nam, vào cuối giờ chiều nay đã diễn ra chuyên đề đặc biệt liên quan đến bảo tồn di sản văn hóa phi vật thể tại Việt Nam trong khuôn khổ của Hội nghị Di sản văn hóa phi vật thể châu Á Thái Bình Dương. Cùng với việc đánh giá những kết quả đã đạt được trong công cuộc bảo tồn di sản văn hóa phi vật thể tại Việt Nam kể từ khi thực hiện Công ước UNESCO 2003, những khó khăn bất cập cần thay đổi trong hoạt động bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể hiện nay cũng được đưa ra để các đại biểu cùng bàn luận, tổng hợp do nhóm phóng viên vừa mới thực hiện. Là quốc gia đầu tiên ở khu vực Đông Nam Á có luật về bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể và cũng nằm trong số 30 nước đầu tiên phê chuẩn Công ước UNESCO năm 2003. 15 năm thực hiện công ước này là một bước tiến dài và thành công của Việt Nam trong công tác bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể. Tham luận của Tiến sĩ Nguyễn Thị Minh Lý, thành viên Ban chấp hành Hội Di sản Văn hóa Việt Nam, bên cạnh đề cập đến những nỗ lực của Việt Nam trong việc ban hành các văn bản pháp luật về bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể, còn nêu lên những bài học kinh nghiệm từ việc triển khai kiểm kê di sản văn hóa phi vật thể của thành phố Hà Nội với vai trò tham gia chuyên môn từ Trung tâm Nghiên cứu và Phát huy Giá trị Di sản Văn hóa như là một tổ chức phi chính phủ. Những bài học rút ra từ thành công trong bảo vệ các di sản đang trong tình trạng rất khẩn cấp như Nhã Nhạc Cung Đình Huế hay Hạc Xoang của vùng đất tổ Phú Thọ. Một số kinh nghiệm trong công tác bảo tồn và phát huy giá trị của Nhã Nhạc Cung Đình Huế được Tiến sĩ Phan Thanh Hải, Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế làm rõ thêm trong tham luận về sức sống của Nhã Nhạc Cung Đình Huế sau 15 năm được UNESCO công nhận. Đặc biệt là những nỗ lực của tỉnh Thừa Thiên Huế trong việc triển khai thành công chương trình hành động quốc gia về bảo tồn và phát huy giá trị. Cũng liên quan đến Nhã Nhạc Cung Đình Huế, nghệ nhân Trần Thảo mang đến câu chuyện về quá trình phát triển của loại hình nghệ thuật này trong chốn dân gian và cung đình, cùng những trăn trở khi ngày càng vắng bóng những bảo vật nhân văn sống về Nhã Nhạc, trong khi lớp trẻ lại chưa tiếp nối được những giá trị tinh hoa của thế hệ đi trước. Vai trò cùng những chiến lược trong đào tạo nguồn nhân lực hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật truyền thống là nội dung tham luận của Thạc sĩ Dương Hồng Lam, Hiệu trưởng Trường Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật. Cùng với việc thảo luận những khó khăn bất cập cần thay đổi trong hoạt động bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể hiện nay, các đại biểu tham dự cũng bàn luận về một số quan điểm trong bảo vệ và phát huy di sản văn hóa liên quan đến tính xác thực của di sản, sự lan tỏa, phát triển, cũng như vấn đề truyền dạy.